cái lồ má, nó làm như dạo này dịch bệnh quá trời, mấy anh kia làm ăn không được hay sao không thấy thằng nào tới tiệm mình karaoke hết trơn, quá trời ế luôn. Me mấy nhà coi quán nghe, anh chạy qua bên tiệm nón kinh cáp mua về cái nón đổ đội vô xả xui coi, chỗ này xui quá xui vậy. Anh chạy qua cửa hàng nón kết kinh cáp chút xíu à, mua vài cái nón về đội chơi, ở nhà tiếp khách cho đàng hoàng đó. Dạo này dịch bệnh khó khăn, thằng nào vô karaoke đụng mới cho nó ôm chút xíu đi, móc hết tiền nữa cho tao. Hôm nay chủ nhật mấy ăn lộn nó nhậu hồi thế nào cũng đi karaoke à, tin tao đi. Cho nó bóp vú thôi nghe, chứ đừng cho nó cởi quần nghe bà nội. Giờ này quán ế mấy bà nội manh động đi, nhớ là gót bia dồn dập vô mới có tiền nghe mày. Yeah. Trời ơi cái tiệm bia ôm nó bự kìa trời. Cái tiệm massage này em quen em đi hoài à, mỹ nhân dữ lắm. Ê em chạy đâu, em chạy đâu. Ở đây bia ôm chứ không phải động đĩ anh ơi, mời vô trong có cho vui liền. Còn phải gửi xe bảo vệ đi, bay lẹ đi, bay vô lẹ lẹ đi, tới lắm rồi. Ê lấy cho anh thùng Sài Gòn đỏ với anh dĩa khô mực đi, vậy mình không tôm nữa. Mở mày lạnh lắm mày ơi. Mấy mấy này làm gì lu bu dưới trời, làm như trong kinh ra vậy. Lần đầu tiên đi bia ôm kiểu nó mở cái mic rồi tao ca xíu rồi đủ mấy. Tôi ca trước nè cha ơi, bắt cho tao cái bài bằng chân khóc trước đi, tính gì tính. Hôm nay chủ nhật chơi cho đã đi, mơ đi làm tiếp chơi. À mấy em ơi, ở đây có cập nhật mấy bài mới không, có hát trên YouTube được không? Trên YouTube mới có bài mới nghe, chứ bài trong máy là bài cũ không mà không biết đường đâu mà ca đó. À mấy em ơi, ở đây có vui vẻ không vậy? Tụi anh nhậu ở nhà tỉnh hết trơn rồi cho nên không cần nhậu được, vô đây nhậu sương sương thôi, quan trọng là vui vẻ đó. Ok anh, vui vẻ thì tụi em vui vẻ với anh, chiều anh từ anh vét, quan trọng là tiền thôi anh ơi. Hôm nay chủ em đi vắng à, cho nên em chơi em tới bến luôn á, muốn chơi gì cũng khó chứ. Ở đây em có kẹo luôn á, anh có chơi cái đó không vậy? Ê kẹo hả, đúng gu, lên liền. Chạy mày mở cấm xe đi, tao để bình đá chống nó kéo về ngao đi, lên kẹo nên mình chơi đi, chủ nhật mà chơi đi trời ơi chứ vui. Điểm này có nhạc, có kẹo, có đá, có rượu bia, có mỹ nhân, chơi đi. Ê đụng mẹ hết tiền rồi nghe, chơi cho giữ vô. Ê mẹ chán thiệt. Ờ em ơi anh ca tiếng anh về em ơi, tại anh đang kẹt.